21. Ok. Hello tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đến với Dmail Việt Nam. Và hôm nay thì mình sẽ review một cái RAM ở trên iOS của mình nha anh em. Đây. Ở đây mình có là Refine Liên Quân. Rồi Playm, Rise Up Kingdom, DML Shadow Update, Perfect World, VNG, Henry RAM. Thì Refine mình có chơi, Liên Quân có chơi, DML có chơi. Cái Shadow Update này bữa hổm mình vô đánh được chút xíu à. Và còn mấy cái này nè, cái La Em này là mình chưa vô luôn. Rise Up Kingdom mình cũng chưa vô luôn. Perfect World, VNG này có vô một lần rồi, thấy cái này im nè. Bây giờ và Henry RAM này là mới tải. Thấy chơi cho gồng ăn với gồng nó đói với bao giờ mình không biết review cái trò nào nữa. Thôi bây giờ mình sẽ review trước cái La Lay Em đi anh em. Mình tải này về rồi lâu lắm rồi mà mình không có vô. Để coi như thế nào. Cái này của VTC nữa rồi, VTC RAM. Và mỗi lần review thì cái âm thanh nó lại mắc nữa rồi. Cái ứng dụng này nó sao đâu á. Ứng dụng quay video ở trên iPhone nó iOS nó kỳ kỳ quá. Này là gì vậy? Bây giờ mình sẽ đây cái đầu quả nhìn cũng đẹp ha. Nó cũng có âm thanh em ơi lộn. Nó có âm thanh mà thấy nhỏ quá. Mình phải cho nó lớn lên nè. Đó. Lớn quá không? Kệ gì đi. Bây giờ chọn cái server nào? Server mới nhất là server gì vậy? Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào. Đẹp ha. Đụng vô nó cái nó nhúc nhích nè. Đụng như này. Ok, bắt đầu vô thôi. Chơi như nào đây? Cái game này như nào? Chiến sĩ. Ôi làng này hả? Chiến sĩ phòng thủ cận chiến, dũng giả vô vi. Chỉ có dũng giả mới đáng tin cậy nhất. Sự tồn tại mang lại sự yên tâm. Ok rồi, có là cái gì? KN cốt lõi là gì ạ? Bảo kiếm. Xây tròn đại kiếm trên tay, thổi một trận cuồng phong, gây sát thương cực lớn cho quân địch trong phạm vi nhất định. Cái thứ hai đó là quan thủ hộ, thánh quan chiếu gọi bản thân, hấp thụ quân địch xung quanh bản thân, khôi phục một lần một phần HP. Điệu hoang dã, dương lên thật cao rồi rơi mạnh xuống, gây chóng cho quân địch trong phạm vi. Hướng dẫn chuyển nghề nữa, hướng dẫn chuyển nghề thánh kỵ sĩ. Đánh kỵ sĩ. Qua cuồng gì? Này đã gì vậy? Nữa là được hai này hay gì ta? Im vậy? Ê có nữ nè. Nữ kìa anh em. Dữ dội không? Cái này chắc tiếng quá của nó quá. Rồi pháp sư nha anh em. Pháp sư thì cũng có 3 kill nha. Ơi thủy nè, thủy. Đây lửa, thủy bên đây. Quá dữ. Nam mà pháp sư nam. Dữ dằn dện luôn. Pháp sư lửa. Nam. Rồi mục sư đây. Đây anh chàng mục sư này là chắc là người phụ trợ đúng rồi đó anh em. Phụ trợ nha thằng Quang. Đẹp dữ à, bay kìa. Vu sư. Rồi có cung luôn. Tuyệt vời. Nữ cũng đẹp quá ha. Thằng Quang. Sát thủ, mình sẽ lẹ qua cái phần giới thiệu nhân vật thôi. Asura. Đẩy Asura. Và ninja. Dằn nam cũng vậy thôi.
Ezra. Ngự vĩ, ngự vĩ. Ngự vĩ kìa. Bọn họ có thân phận lãng mạn nhất, tồn tại vui vẻ nhất. Đã. Ê, cái này chỉ lên được ngự linh sư thôi, không có một cái mới. Ngự linh sư nha anh em. Đây là nữ. Đẹp nha. Bây giờ chọn nào bây giờ anh em? Mình thích pháp sư. Hay là mục sư? Dùng lực tự nhiên triệu hồi dây gừng. Ok, mình sẽ chọn mục sư đi. Mục sư mình thấy nó êm hơn. Chiến sĩ nè. Chiến sĩ cũng gồ bá cháy. Khó quá. Cái nào cũng đẹp hết. Ok, thôi mình sẽ chọn để có mặt luôn. Ủa, này là cái gì? Avatar. Ui, avatar tưởng đúng không? Gì quần áo mặt mũi chứ. Avatar cá tính. Mình sẽ chọn hình này. Kiểu tóc. Wow, wow, wow. Kiểu nào đây anh em? Kiểu này đi, kiểu này đi. Thôi là kiểu tóc vào phone. Màu tóc. Màu tóc mình chọn mục sư phải không? Mục sư là mình chơi màu xanh. Kiểu màu xanh thì ok. Mắt. Mắt nào cho nó đỡ đỡ một tí. Mà phải đây, mắt này đi. Màu mắt. Màu xanh luôn. Giọng nhỏ nho nhã nắng. Tự nhiên, bình tĩnh. Giọng này giọng dữ à. Nho nhã đi anh em. Thôi tự nhiên đi. Ok. Ủa, quần áo không có hả? Ủa, này nó mặc cái nó có cái nón rồi. Bây giờ thôi mình đổi cái kiểu tóc mới được. Kiểu nào bớt vướng cái nón rồi. Wow, kiểu này dài luôn rồi. Chơi kiểu dài luôn à. Chơi kiểu dài luôn cái gì? Ok, chơi dài luôn. Chơi như đường tam luôn. Đường tam là màu này nè. Thôi mình chơi màu xanh đi. Rồi, tên nhân vật. Phúc. Em cây. Ok. Bắt đầu. Bắt đầu nha. Rồi. Đẹp quá ha. Đồ quả nhìn đẹp anh em. Trong rừng trong gì nè. Nó có một cái cuộc tấn công à. Tấn công của quái vật gì vậy à. Rồi chúng độc hết trơn luôn rồi. Cái quả này nó làm chúng độc lan rộng hết đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Cái này mình điều khiển này đi đã nè.
Cái này là tự đánh luôn hả gì? Tự đi tự đánh luôn anh em. Wow 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 wow. Quá dữ. Cái này là gì? Avra bị thương hả? Mặt ngay cái gì à? Kìa bên đây nè, bên đây mới có mấy bộ xương khô kìa. Bộ xương khô lâu kìa. Sao đi đây? Đi vòng hả? Muốn đi cứu nó phải đi vòng qua bên đây. Đi trượt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đâu tiếp? Y mình đã mở được một cái mới. Một cái khiêu anh em. Quý khiêu kìa, khiêu kìa. Dám đụng tới khiêu của ta hả mày? Gió kìa, gió của mình kìa. Chặt cây. Yeah. Chặt cây làm cậu đi á vậy. Tuyệt vời luôn, dữ. Chặt cây làm cậu đi luôn nha anh em. Mình sẽ đi. Ê, đi đi đi, té rồi, té nước rồi. Phong ma, cự ma cuồng hóa, cho mày chết cho con. Trời ơi, mình phóng dữ quá. Go. Một cái, một con này lấy gì bây giờ? Túi thẻ. Khảm. Khảm vào bộ giáp cho chúng ta. Dè, yeah, cái này cũng im nha anh em. Cái này sao không thấy mặt mũi nó gì chứ. Cái này không có phóng to được hả? Cái này là gì? Trời ơi. Phải đi là bè thuyền bằng cây gỗ qua sông nữa. Y cái này mình tự điều khiển hả gì anh em ơi nè. Còn tự điều khiển nữa nhờ. Sao rồi? Tiêu diệt mày nha. Đó, phong bạo của tao đó. Dám chống với phong bạo của tao hả? Đó, mình đã qua tới con bồ đó. Khô lâu hả mày? Hồi máu tao lên nè. Đó, hồi máu trong bồ nữa kìa. Tuyệt vời luôn. Đi lẹ thôi Willy. Nguyên một đội quân khô lâu đã tấn công dữ rồi. Gì đây? Hello mọi người, từ lưu dưới chưa nè. Tuyệt vời quá đi. Qua. Dứt 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 dứt. Ê, cái thằng Willy nó bị thương rồi kìa. Mình phải đánh nó lý lẽ lên anh em ơi. Hồi máu lên, hồi máu lên. Yeah, hồi máu lên. Trời ơi, mày chết rồi con. Ác ma hả mày? Bóng ma hả mày? Rồi. Yeah, loài người đáng thương. Chỉ cần chút ngọt ngào đã mất mu. Rồi. Rồi luôn, thằng này nó đã bị điều khiển rồi. Willy, cậu muốn làm gì thế? Cậu bị điên rồi. Qua luôn, qua màn luôn. Cậu nó bị điên rồi Willy. Ai cái này mới vô chính rồi nè. Bắt đầu nè anh em. Như cũ lại nè. Tàn tan. Bây giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh nó có cái giống gì. Nhiều thứ quá không biết đường đâu. Ở đây gọi là đâu vậy? Ở đây gọi là chỗ nào? Làng cây thần. Đây là làng cây thần ha. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ. Với lại hỏi đội gì nhấn bỏ qua đi cho nó mau coi. Rồi đi theo mấy cái tích của nó nè. Afen gì đây? Dây chuyền Afen. Ok ok. Tiếp tục tiếp tục. Mio hả? Mio nằm đâu? Mio đây. Tầm bảo. Rồi xong một cái nữa hay vậy?
Choco, quýnh Choco, quýnh mấy con Choco này nè. Quánh lé lẹ chơi này. Ê, trò này cũng vui anh em. Trò này vui nha. Trời ơi, nó súng lại kìa, nó quýnh từ lướt dưới chân. Hồi máu lên. Quánh này vui nha. Thôi lại đây lẹ coi. Xong xong cái Choco này nè. Đành. Mau đuổi theo em fan rít gì đó. Xác nhận. Tộc trưởng của nó nè. Đáng yêu quá. Vợ xu gì từ lưu dưới chứ. Qua wow. Giật nó quá chắc đấu rồi đó. Đúng rồi đó. Gấm của đèo. Đi theo con Anfera này nè. Đấu tiếp. Choco mập luôn rồi kìa. Mấy con Choco mập rồi kìa. Choco mập kìa anh em. Choco mập nó dữ dội nè. Ôi máu nó nhiều quá à. Lẹ lên. Mình sắp ngủm rồi. Yeah. Thành công Choco mập. Có thêm được một con Choco mập nữa. Mình sẽ khảm vào hả? Quay khảm kim cương kìa. Mặc ngay. Mau trả lại đá quý cho ta cái con Choco này. Rồi con đại ca ra kìa. Chịu hồi con Choco này đóng tiếp nè. Ủa mình biến hình hình Choco này hả ta? Giữ. Giữ, giữ luôn. Giữ luôn, giữ luôn. Em biến hình thành nó nè. Yeah, thắng rồi. Thắng rồi. Tuyệt vời, đã thắng tộc trưởng nó rồi. Lấy được viên đá rồi anh em. Dây chuyền của tôi. Dây chuyền hả, qua luôn. Ý, mình đã biến hình rồi kìa. Rồi, tiếp tục lại gì vậy? Ừ, trò này vui nè anh em tải trò này chơi được nè. Không, mình thấy cái trò này nó không có bị lu bu sù bù quá giống như mấy cái trò kia. Tai họa. Tiếng nhánh, mình đi tai họa. Ủa, mình đang đi tiếng nhánh hoài ta. Tai họa là con quỷ này hả? Tiêu diệt con quỷ tai họa này. Ôi, tai họa này máu trâu vậy. Ôi máu nó trâu anh em à. Hình như liver nó cao. Mình đang đi tiếng nhánh này. Hồi mình sẽ đi tiếng chính mới được anh em. Nó sắp chết rồi. Nhưng mà lơ mơ mình chết trước nó đây nè. Hồi máu lên cho mình mới được. Nó sắp ngủm rồi.